xả đứa cũ chụp tay đàn bà mà vậy đó, đó tay à, đúng rồi đó, đúng rồi bây đừng có bị đừng có bị mặt nha. Ừ. Làm liền để tay xuống nha chứ đừng có để ngoài vậy đâu ha. Ok ba, ok để đây ba, rồi để lên đây nè. Ok ok vậy nè chứ đừng có về. Ok, okay. Để cái chân ok rồi sẽ làm gì nè. And then ok so 1 2 3 4 xong rồi 9 nó oh no no lấy cái tay này quăng cái kiến ra, lấy cái tay này lại quăng hai cái. Ok coi nè, cái tay này luôn giữ ở đây, cái tay này luôn giữ. Ok kiến, ok cái là số mấy rồi. Ok 1 2 3 4 5 6 anh nên nhìn máy nữa, 7 nhìn cái đấy phải nhìn cái máy như là thôi là hay là nhìn máy rồi xong rồi 5 ở máy 5 6 7 and then làm vậy đó. Quay mặt chị vào đây nè, nó đừng có quay này hung miệng mà. No. Coi nè nè chị nè, em nè. Khách thì làm theo nè. Ok làm vậy nè, bây giờ nè em phải giống như like this để cho để ăn gian để cho máy không thấy. Em hiểu không? Ok so em làm vậy nè, em làm đó vậy đó, không ai thấy đâu đó, mặt cuối cái mặt vô, xây cái mặt vô, xây cái mặt vô, xây cái mặt vô chứ em hung gì em hung, lấy cái lỗ tai em hung người ta, lấy cái miệng hung chứ em hung vậy, đúng không? Nhìn hung vậy, nhìn vô đây nè, cũng như là nhìn chị nè, chị sẽ để, ok, nhìn đó, rồi làm lại, sau khi mà làm lại vậy đó, khi mà nhìn vô một giây á, một bệ tay, rồi lấy cái tay che máy, mình quay đầu là mình mới bịt tay. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi em. À, đó, cái như em hung rồi, đang hung á rồi em mới lấy tay em bịt. Em đừng có mua cái bia nè. Là chị làm nè. Amazing. Ok. Em hiểu không? Ok. Rồi, thử nha.